Ngôi nhà này là công trình trong dự án nhà máy nước sạch được xây dựng tại thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến nhà máy này có công suất 2.250 mét khối một ngày đêm với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương hỗ trợ hơn 66 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là hơn 13 tỷ đồng. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, ủy thác quản lý dự án cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Được đầu tư từ năm 2014, theo kế hoạch, tháng 3 năm 2018, nhà máy sẽ xây dựng xong và đi vào hoạt động. Việc xây dựng nhà máy này vốn lại có nguyên nhân từ một nhà máy khác. Đây là hình ảnh phía ngoài cổng của nhà máy sản xuất đóng gói thuốc trừ sâu thuộc công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái, đóng tại địa phận xã Cẩm Vân và Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy. Năm 2013, hàng ngàn lượt người dân đã tập trung dựng lều lán chặn đường vào nhà máy. Họ cho rằng nguồn nước ngầm mà bao đời nay họ sử dụng có thể đã bị ảnh hưởng bởi việc chôn lấp thuốc trừ sâu trái quy định của nhà máy này. Do đó, năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch như một liều thuốc nhằm hạ sức nóng. Nhưng đã 5 năm trôi qua, đến cuối tháng 8 năm 2019, nhà máy vẫn chỉ là khu đất ngổn ngang, dở dang các hạng mục khiến người dân thất vọng. Đây là đang chịu ảnh hưởng của cái nhà máy thuốc trừ sâu là rất lớn. Mà bà con ở đây thì người dân ở đây thì cái trông chờ vào cái nhà máy nước sạch để làm nhanh làm lẹ lên để bà con hướng cái nước sạch mà bao nhiêu những cái đợi mong chờ đó là người dân đúng là khổ sở mà bao nhiêu cái hy vọng mong chờ đó là đến trời cũng chưa thấy có kết quả gì cả. Trong khi đó nhà máy nước sạch thì vẫn đang thấy không có chỉ là tiến triển cả, vẫn đang thấy dừng chân tại chỗ đây. Bà con thì đúng là mòn mỏi mong chờ, đang hy vọng một ngày nào đó để mà có cái nước sạch để mà dùng cho nó đỡ lùa trong cái cuộc sống đi, bởi vì đời mình rồi đến đời con đời cháu nữa vẫn phải dùng cái giếng khơi, là trong khi đó là các cô ở đây là hắn quá gần với cái nhà máy bảo vệ thực vật đây. Nhà máy nước sạch. Những người dân ở đây cho rằng những năm qua họ đã đi từ hy vọng đến thất vọng. Đường ống đã được đấu nối về đến tận cổng mấy năm nay nhưng nước sạch thì vẫn chưa thấy đâu. Gần 2 năm rồi đó. Mong mỏi của bà con nhân dân của ba xã đây sớm hoàn thành cái nhà máy nước sạch, càng sớm cho nhu cầu tiêu dùng nước sạch đảm bảo được an toàn môi trường. Từ xưa đến nay bà con phải tạm mà dùng nước mua cái bình nước lọc với máy nước lọc dùng tạm mà để dùng trong thời gian chờ đợi nhà máy nước sạch đang thi công dở dang. Hiện khu vực xây dựng nhà máy, các khu nhà mới được xây thô, chưa lợp mái, xung quanh cỏ dại mọc tùm. Các bể chứa nước thô, nước sạch cũng trong tình trạng đào đắp dở dang, hệ thống đường ống dẫn nước đến các thôn, các xã nhiều điểm đã bị đứt gãy. Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cẩm Vân xác nhận nhà máy nước sạch đã dừng thi công từ tháng 6 năm 2018. Bản thân ông Hòa cũng không rõ nguyên nhân vì sao dự án dừng triển khai, vì địa phương chỉ làm công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng, còn việc thi công là của chủ đầu tư. Dự án mới được cấp 43 tỷ đồng từ nguồn trung ương hỗ trợ, khối lượng thi công mới đạt khoảng 57%, riêng nguồn vốn hơn 13 tỷ đồng từ ngân sách địa phương đến nay vẫn chưa được bố trí. Giữa năm 2018, các Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa đã có báo cáo và đều nêu nguyên nhân chính dẫn tới chậm tiến độ là do thiếu nguồn vốn. Như vậy, dự án nhà máy nước sạch hơn 80 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu nước cho gần hàng chục ngàn dân sẽ tiếp tục phơi mưa phơi nắng, chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.